thì chốt lại là giá đó luôn đúng không chú? Đúng rồi. Thì hồi nãy giờ chú cháu mình cũng thương lượng giá rồi, mà giờ nếu như mà mình có nhu cầu mà khách hàng người ta mua hết 4 con bò này thì chú có bớt xớ gì nữa không? Nếu 4 con này bớt cho 500 thì sẽ phụ, chứ còn không bớt gì. Là mua hết 4 con này á thì phụ phụ là 500 tiền xe thôi. 500.000 tiền xe. À thì hồi nãy giờ con quay phim mà chú cháu mình trò chuyện là con quay phim hết trơn. Đúng đúng. À, thì ở đây thì hồi nãy đến giờ thì em cũng có ngồi nói chuyện với lại chú chủ nhà ở cái chuồng bò này. Và thương lượng với lại chú là ở đây chú có 4 con bò ha. Ở đây có tất cả là 4 con. Và có 3 con bò Bushin và 1 con bò Kem Pháp ha. Cô chú anh chị và các bạn, chúng ta xem cái chương trình của em mà cảm thấy thích, muốn mua những con bò trên kênh của em nói chung và cái video này nói riêng, thì anh chị có thể liên hệ ngay và liền vào cái số điện thoại của em để có thể chốt được những con bò này để mua về nuôi phát triển kinh tế. Ở đây thì có 2 con mang thai. Con Kem Pháp này bự tàn đã quá. Có con Kem Pháp này lớn tàn đã thấy ghê luôn anh chị ơi. Con này mấy anh ở ngoài Đà Lạt mấy anh khoái dữ lắm, khoái nè. À, bò lớn tàn đã ghê không? Chân móng nè. Nói chung là em bán bò thì những con Kem Pháp này thì thứ nhất là về Đà Lạt, thứ nhì là về Đắk Lắk và kế nữa là Trà Vinh với lại Vĩnh Long, là những cái tỉnh thành đang chuộng những cái dòng Kem Pháp này rất là nhiều. Và con bò Kem Pháp này với khung tàn khá là lớn, bò nó là sát nhất nha. Con này là con bò sát nhất. Chân móng xương sóc rất là to. Con này đặc điểm của nó là như thế nào anh chị? Con Kem Pháp thì mỗi một dòng bò thì nó sẽ có một đặc điểm khác nhau. Con Kem Pháp thì nó có một đặc điểm là to con và đẻ con rất là lớn con. Đó, đẻ con lớn con, xương to và nuôi con rất là nhanh lớn. Đó là cái đặc điểm của con bò Kem Pháp ha. Và con Kem Pháp này thì hiện đang mang thai, nãy chú nấu mấy tháng quên. Chú ơi. Chú. Ông chạy đâu mất tiêu ta. À, con này thì hồi nãy chú với em thương lượng giá thì cái giá. Cái con này hồi nãy nãy chú nói con mấy tháng? 5 tháng thai, 5 tháng rưỡi. Con này mang thai 3B. Con này mang thai 3B, 5 tháng rưỡi anh chị. Đó, con bò hết biết bò luôn không? Bò tơ tàn nhất nha, sát nhất luôn. Bò này mấy anh nó ở Đà Lạt chứ Đắk Lắk thích dữ lắm thích. Con này Pháp cọp nha. Qua nè, bự xương chậu nè, rộng ghê. Con này thì chốt giá cho bà con cô bác cũng như quý anh chị luôn. Con này có giá là 32.500.000, bao chữa 5 tháng rưỡi. Rất là lực, xương sóc to rúng thì đầy đủ ha. Chân móng sò coi đít. Hết biết cái dàn đít luôn. Hả? Cái cấy à. Lớn vậy. Chưa rớt răng, chưa thay răng luôn nha quý anh chị bạn. Tơ. Xây lưng nè. Xây lưng. Xây mặt. Thôi, hết biết luôn. Tại anh chị xem mà cảm thấy thích muốn mua thì mình liên hệ với em nha. 32.500.000. Bò lớn lắm nha, chiều cao nó khoảng tầm 1m32, 1m33 bò. Để em đo thử cho anh chị chúng ta xem luôn. Khi mà chúng ta mua thì mình phải xác định là mình coi chiều cao của nó thứ nhất. Thứ nhì là con bò này đó. Nó cái lượng thịt mang trên người của nó, mình coi cái giá trị của nó là mình biết bò mắc hay rẻ liền. Nè anh chị xem, con này chiều cao nãy mét em đoán là 1m32, 1m33 đúng không? Nó là 1m33 tại phía sau khu đó anh chị. Đó mình coi. Chốt giá 32.500.000 con bò đẹp cực kỳ luôn. Đó mình coi ha. Rồi kế bên nè. Kế bên coi con bò Bushin nè. Mình thấy con bò Bushin này là mình mê nữa nè. Bò này nhìn cái tướng đứng ra lết luôn. Lết là tại vì nó đẹp quá mình lết luôn á. Ở đây không phải mình nói con bò lết nha. Đó mình coi nè anh chị. Cái này nó đứng dày là không thấy nổi. Chú tấp con bò qua anh em con cái. Đúng rồi. Đây rồi, đúng rồi, đúng rồi, 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 vô mẫu, vô kiểu luôn. Ê. Rồi, 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 ok. Nè, mình coi con bò nè anh chị. Xe tới chút coi. Đó, đó, lú gà, lú gà, lú gà, lú gà, có vàng hiếm. Lú gà. Chú gịch nó không đi đâu chú.
Rồi rồi rồi, chú gịch là con này nó nhát nó chạy tới. Rồi chú đứng im nó đón nó vậy. Tay của chú anh chị bạn thấy con bò đẹp không ạ? Đẹp đúng không? Rất là tốt bò. Đấy. Sửa tướng lại. Rồi rồi, đứng im. Đứng im coi nào. Đây, mình coi. Con này đang mang thai được mấy tháng chú? 4 tháng 10 ngày. Con này phối tinh kem Pháp nha. Chân móng đẹp ghê không? Thưa cái móng chấm nè. Thấy cái móng nó chấm không? À, rất là tốt bò. Và con này bây giờ hiện đang có giá bán nãy chốt giá là 28 triệu. Em với lại chủ nhà thương lượng giá. Bao chữa nha, hai con này thì bao chữa bao khám lại anh chị trong vòng 3 ngày đầu tiên mình nhận bò. Mình nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám và thông báo lại cho em biết con bò này nếu mà không có thai thì bên chủ nhà xin nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho anh chị hết. Nếu như mua bán trên kênh của em thì đảm bảo cho bà con cô bác anh chị thứ nhất là sẽ được quyền kiểm tra con bò trước khi thanh toán. Thứ hai là mình sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui để kiểm tra về tổng thể con bò. Đây, anh chị xem ha. Sấy mặt, sấy lưng hoàn toàn nghiêm chỉnh, bò rất là tốt bò luôn. Chốt giá 28 triệu nha. Đó, mình coi đi, dầu yếm. Ai có nhu cầu mua thì mình liên hệ với em. Bò này bò gốc của Ba Tri Bến Tre. Chân móng rất đẹp. 28 triệu 500. Nè, và con này thì nó đang chốt giá nè. Con này đang chủ nhà đang chốt giá cho bà con cô bác anh chị ha. Con này tầm khoảng từ 13 14 tháng tuổi nè. Con này nè. Con này 13 14 tháng tuổi. Khó quay quá. Đứng nó tiểu nó hình như là nó nó thấy mình nó ngại hay sao nó đứng nó tiểu vậy hoài. từ chú né đi để cho nó tiểu hết đi. Rồi. Không chưa? Cho tôi mượn tôi quay phim chút coi. Rồi. Rồi chú dẫn hai con bò bự vô luôn đi. Hai con bò bự để quay phim. Ý mà quên con chưa đo, chiều cao con bò này. Để con đo lại chiều cao cho khách hàng coi con bò này luôn. Con này chiều cao chắc 1m3. Rồi chú dẫn kem vô được nữa. Con kem nãy con đo chiều cao rồi. Nè nè, con này nè. Chiều cao tại phía sau khu là 1m31 của chú anh chị các bạn. Bò rất là đẹp. Chiều cao tại phía sau khu 1m31 nha. Đó. Và con này là con bò tơ 13 tháng tuổi. Con này đang chốt giá 20 triệu. Chân móng xương sóc nè. 13 tháng 20 triệu nè anh chị. Rồi chú dẫn bò kia vô luôn. Còn hai con dễ quay. Dễ quay phim. Đó, mình thấy không của chú anh chị các bạn. Đó, còn con này 17 triệu nè. Hai con này là 37 triệu. Cặp này chốt giá 37 triệu hai con. Rúng nè. Mình thấy rằng rúng không? Chân móng nè. Đó, hai con rúng đầy đủ chân móng nè. Nếu mình cảm thấy thích mình mua thì mình có thể liên hệ vào số điện thoại của em nha. Em là Út, em đang ở Ba Tri Bến Tre. Dàn dậu yếm nè, khá tốt. Và đôi bò này, đôi bò lứa nha. Con này tầm khoảng từ 8 tháng bò. Chiều cao khoảng tầm 1m18-19. Còn này khoảng 1m25. 13 tháng. Chân móng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗi gì hết. Đó, mà nếu như mà ai mua hết 4 con bò ở đây thì bác chủ nhà sẽ bớt cho bà con của bác anh chị 500 ngàn hỗ trợ tiền xe. 500 ngàn hỗ trợ phụ tiền xe ha, kinh phí vận chuyển nha. Thì xin thông báo là em đang có chuyến xe ghép bò về Đắk Lắk nè. Đắk Nông nè. Rồi ở Hậu Giang nè, An Giang nè, Kiên Giang nè. Đó là những cái tỉnh thành đang chuẩn bị ghép xe về đi chung chuyến với bà con anh chị để nhẹ bớt cái phần kinh phí vận chuyển. Ở đây thì đôi bò này 37 triệu nè anh chị. Con này 20, 13 tháng tuổi ha, 20 triệu. Còn con này 17 triệu. Con này tầm khoảng từ 8 tháng bò. Rất là lực, đòn đích. Anh chị xem, cảm thấy muốn mua thì mình có thể liên hệ vào số điện thoại của em. Và chân móng của nó thì đảm bảo nghiêm chỉnh nha quý anh chị và các bạn. Móng là móng sò, đi đứng hoàn thiện. Khi mà giao đến thì chúng ta sẽ được quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán. Và bây giờ em sẽ sử dụng cái thước như thường lệ và cập nhật cái thông tin về chiều cao cho bà con cô bác anh chị xem. Con này chiều cao tại phía sau khu là 1m13.
Còn con này chiều cao tại phía sau khu là 1m22 của chú anh chị và các bạn nha. Đó, đây, anh chị nào có nhu cầu mua thì mình có thể liên hệ vào số điện thoại của em. Rồi, thì hồi nãy đến giờ thì em cũng đã đến đây cập nhật hình ảnh cũng như là báo giá dùm cho khách hàng rồi. Thì bây giờ em xin kết thúc cái video đây và hẹn gặp lại quý chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Xin thân ái kính chào.